cho nên rất là sợ. Úi dạ, rồi, nghe vào em. Rồi, sướng chưa? Hello, xin chào cả nhà nhé. Chiều ngày hôm nay thì Khánh quyết định đó là sẽ là ra hồ để câu cá. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ làm một chính thức vào bếp để làm một cái bữa cơm để cho cả nhà cùng thưởng thức. Và chính vì thế thì Khánh muốn ghi lại cái khoảnh khắc này, bởi vì lâu lắm rồi chưa đi câu cá và lâu lắm rồi chưa vào bếp. Cho nên là muốn ghi lại cái khoảnh khắc này để chia sẻ và để khoe với cả nhà. Vâng ạ. Vậy thì bây giờ thì mời cả nhà chúng ta sẽ cùng ra hồ và câu cá với Khánh. Sau đó chúng ta sẽ cùng vào bếp quý vị nhé. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều và chúng ta hãy cùng theo dõi Khánh câu cá nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống hồ nào. Hôm nay thì vì trong hồ cho nên là không có thuyền. Thì đã sẵn sàng là mượn tạm cái gọi là cái bể bơi của con đây rồi. Đấy, bây giờ sẽ dùng cái này để xuống để chúng ta làm thuyền để chúng ta câu. Ok, chúng ta sẽ hạ thuyền. Đấy, hạ thủy. Ok, như vậy là bây giờ là chúng ta đã hà thủy được chiếc thuyền rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ xuống để chúng ta câu cá quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh xuống ạ. Đấy. Ôi giời, có khi nào mà thục không ta? Có khi nào thục không ta? Rồi, ok, chúng ta sẽ đi thôi. Rồi, ok, chúng ta đã chính thức ra khơi rồi quý vị nhé. Ok. Hai câu luôn quý vị ạ, hai câu luôn mà đến bây giờ vẫn chưa thấy được chú cá nào đớp cả. Đến giờ vẫn chưa có con cá nào cắn câu nữa quý vị ạ. Rồi, ta đi lại đằng kia, ta cầm bế để ta câu cá thôi. Cả nhà, lúc nãy giờ thì Khánh câu mãi ra ngoài này, câu mãi mà không được con cá nào. Cho nên là quyết định bây giờ là cho thuyền lên bờ. Để chúng ta lên bờ được câu nào. Quý vị ạ, như lúc này là Khánh đình xuống hồ để vừa câu vừa chèo thuyền để gọi là để ghi hình trải nghiệm cho quý vị cho nó đẹp. Nhưng mà xuống đó câu mãi mà không có con cá nào ăn cả, cho nên là quyết định phải lên bờ. Và bây giờ thì Khánh sẽ thay mồi câu. Đấy, thay mồi câu và chúng ta sẽ đứng trên bờ chúng ta câu cả nhà nhé. Đưa cái xô này luôn, rồi
Đấy, như nãy giờ là vừa Khánh là bắt được hai con rồi cả nhà, mà Khánh là chưa được con nào. Bây giờ Khánh chính thức là bỏ cái mồi mới vào và sẽ bắt đầu câu. Ok. Úi giời ơi, mọi người chúng ta nhìn thấy không? Úi giời ơi, nè, úi giời ơi, cá đẹp đây. Đã không? Mọi người chúng ta thấy đã không? Nào, em quay sát vào cho mọi người thấy thành quả trong vòng 2 phút của anh Khánh này. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ thả vào. Nào, tối ngày hôm nay là có đồ nhiều rồi. 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 Ôi giời ơi, thấp xuống đây là vừa Khánh câu được con này nhá. Cả nhà nhá. Úi giời. Con này là trúng đầm rồi. Úi giời ơi. Bây giờ mình sẽ thêm mắc cái mồi mới vào. Đấy. Mắc này mồi mới. Mồi nhỏ nhỏ thôi. Con gái tránh đi chỗ khác con. Con dề đi chỗ khác đấy. Ba bô. Rồi, tiếp tục mọi người nhé. Dề con thể mặt động. Con dề. Để mua đi đem. Mọi người chúng ta thấy không? Đấy, cả nhà đi câu luôn. Đấy, hai bố mẹ là câu, còn con là đứng trên bờ cổ vũ. Nhiều bên cọc nó nhiều cá hơn em ạ. Bến này đẹp này, mỗi cỏ có một hết rồi. Quý vị chúng ta có đam mê đi câu không? Thì tối ngày hôm nay Khánh sẽ chính thức là vào bếp làm món là cá rô phi chiên chấm với là nước mắm tỏi cực kỳ tuyệt vời, cùng với là một món là canh chua cá rô phi nữa. Mời mọi người chúng ta sẽ cùng đón xem nhé. Đấy rồi, ôi ăn mất mồi rồi, nó ăn mất mồi rồi cả nhà. Úi trời ơi, ăn mồi thì ta sẽ thay mồi thôi, biết làm sao. Quý vị biết là tại sao Khánh trèo thuyền ra giữa hồ thì không câu được không? Bởi vì là ôi đã quá. Úi giời, quay lại cho mặt vờ này này. Úi giời ơi.
bánh bao nhiêu. Quả hấp tấp. Anh Khánh ơi, vừa đi có nồi chiên không dâu rồi, cần phải rang bằng lửa nữa. Đây rồi. Ôi. Cứ giật lên. Hắn ăn hết mồi đấy em ạ. Ơi, anh học môn được rồi, phải móc xấu không? Hả? Móc xấu hành lụt ơn tên á. Anh đẩy hắn lên trên cung á. Mà móc cả cái to đi luôn á. Ừ, móc tuột tròn lên trên cung luôn. Đây rồi lạ ơi. Ôi giời ơi. Quý vị ơi, đây rồi. Chính thức nha mọi người nha. Con thứ 2. Ok. Nào. Đây rồi, cái chậu đây. Đánh lại cho một xô lấy luôn. Ôi giời. Ôi giời. Kết thúc câu ở đây và chúng ta vào chế biến. Một chút nữa là vào chế biến thì Khánh sẽ chính thức là đầu bếp chính của buổi chế biến ngày hôm nay.
Đây rồi. Có khi nào em buồn em nhớ đến anh? Trời ơi mọi người này, đây đã chưa? Đấy. Rồi, giờ chúng ta đi cho. Rồi. Đây, bây giờ lấy cái rá, em vào lấy cái rô. Đừng bỏ vào đây nữa. Ai à. Đấy, bây giờ thì ta sẽ chúng ta đã được một rất là nhiều cá đây rồi. Bây giờ mình sẽ lấy rổ mình đổ ra. Đây, đây là thành quả chiều ngày hôm nay đây cả nhà nhá. Úi giời ơi. Đủ chưa? Thoải mái đó. Thoải mái chưa? Úi giời ơi. Nhảy tươi bốc bốc. Đấy. Bây giờ bây giờ thì Khánh sẽ đưa được mấy con đây nữa. Bây giờ thì Khánh sẽ vào chế biến cái này và chúng ta sẽ nấu một món canh chua cá rô phi cùng với là một ít nữa là chúng ta sẽ rán gọi là rán vàng thơm ngon tuyệt cú mèo luôn. Mời quý vị chúng ta cùng đón xem nhé. Ok. Rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã làm sạch cá rồi quý vị nhá. Bây giờ thì công việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ đưa mấy con cá này vào và chúng ta sẽ chiên vàng thơm ngon đấy, để chúng ta cùng thưởng thức. Ok, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé. Ok, cá của chúng ta đã rửa sạch sẽ rồi cả nhà nhé. Sạch rồi. Bây giờ thì cái công việc của chúng ta đó là làm chiên giòn thôi. Đấy, chiên giòn. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ nấu thêm một cái món nữa đó là canh chua nấu cùng với cá nữa để chia sẻ với mọi người nhé. Và đặc biệt là ngoài cái việc là hôm nay đấy Khánh sẽ nấu món canh chua này rồi là cá rô phi chiên giòn này thì Khánh sẽ nấu thêm một cái món nữa mà Khánh đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, đó là món cá phèn kho quý vị nhé. Đấy, rất là tuyệt vời, cái món này ăn rất là ngon. Hôm nay là ăn chuyên cá thôi. Đấy, ok. Bây giờ cái cá phèn kho này thì Khánh đã ướp gia vị rồi, gồm có nước mắm rồi ớt cay rồi các cái gia vị cần thiết ở đây rồi. Cá này là cá biển nhá. Ok, thế thì chúng ta sẽ đầy lại một chút để cho nó thấm gia vị. Còn bây giờ thì Khánh sẽ nấu cái món là cá rô phi canh chua. Như vậy là cái chảo rán của chúng ta đã nóng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổ dầu vào. Thế thì khi rán cá thì chúng ta sẽ đổ dầu cho nó nhiều để con cá nó giòn và nó chín cả nhà nha. Ok. Ok, sau khi mà chúng ta đã đổ dầu vào rồi quý vị nhá, thì chúng ta sẽ cho thêm một ít muối hạt vào nữa. Đấy, chúng ta cho thêm một ít muối hạt vào đây nhằm mục đích để khi mà chúng ta rán cá đấy, dầu nó sẽ không bị té ra. Đấy, ok, chúng ta sẽ cho ít muối hạt vào đây. Đấy. Đấy. Mọi người chúng ta thấy chưa? Khi mà chúng ta cho một ít muối hạt vào đấy thì chúng ta bỏ cá vào nó rồi nó không bị bắn. Đấy. Khi mà chúng ta vừa bỏ cá vào đấy là chúng ta nên đảo trở ngược cá lại một chút để cho con cá nó thẳng và nó không bị cong quý vị nhé, nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ok, và chúng ta sẽ cho lửa nó liu riu thôi. Đó, lửa nó liu riu thôi. Ok, và song song với nồi cá chiên cá rô phi chiên giòn bên này đấy thì Khánh sẽ bật bếp lên và chúng ta sẽ nấu cái nồi cá phèn này luôn quý vị nhé. Ok. Nồi cá phèn này thì chúng ta đã cho gia vị đầy đủ rồi, gồm có là nước mắm rồi hành, ớt cay, các cái gia vị cần thiết xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật lửa lên và kho liu riu thôi. Đấy, bật lửa lên kho liu riu một lúc thôi là nó sẽ chín và cũng rất là ngon. Chúng ta sẽ đầy vung lại.
để tí nữa là chúng ta thưởng thức luôn. Đấy, bây giờ là Khánh một mình vừa nấu vừa quay phim. Khi rán cá đấy thì cái đoạn đầu là chúng ta cho lửa nó nhỏ thôi, liu riu để nó chín con cá từ ngoài vào trong. Khi mà mình mà cảm thấy con cá nó đã có đồ, có thể là chín, nó đã chín được vào bên trong rồi đấy, thì lúc bây giờ là chúng ta tăng lửa lên, chúng ta tăng lửa, tốc lửa nhanh lên để cho con cá nó vàng và nó thơm, nhưng nó sẽ không bị táp cháy. Đó, quý vị nhé. Ok, và bây giờ thì Khánh đang tăng tốc đấy. Đấy, nồi cá rô phi của chúng ta đã vàng rồi, đã chín vàng, thơm ngon rồi. Bây giờ thì Khánh sẽ gắp ra cả nhà nhé. Ok, Khánh sẽ gắp ra. Và tiếp tục chúng ta sẽ nấu canh chua. Ok, như vậy là chúng ta đã có một đĩa cá rô phi chiên vàng, thơm rất ngon. Đấy. Ok, và bây giờ thì Khánh sẽ nấu món canh chua. Rồi, nấu món canh chua thì sau khi mà chúng ta cho dầu vào chảo ấy, vào nồi dầu sôi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ một ít hành vào. Chúng ta cho ít hành vào, chúng ta đảo qua một chút. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cho dưa chua vào. Chúng ta cho dưa chua vào, chúng ta đảo qua một chút nhé. Đó, đảo qua một chút thì bây giờ chúng ta sẽ cho một ít ớt cay tươi. Ớt cay đâu nhỉ? Đấy, Khánh sẽ cho một ít ớt cay bột vào, khoảng tầm 1 thìa thôi. Đấy, Khánh thích ăn ớt cay lắm. Ok. Rồi. Đấy, chúng ta cho một ít ớt cay khô vào nhé. Rồi mình sẽ đảo qua. Mình sẽ tiếp tục mình đảo cho nó chín tái đáy đi. Ok, sau khi mà chúng ta đảo một lúc rồi đấy, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cho cá vào. Đấy, mình sẽ cho cá rô phi vào. Đấy, đối với cá mà để nấu canh ấy, thì chúng ta phải cào sạch vỏ, quý vị này. Đấy, chúng ta cắt đầu đi, chúng ta cào sạch cái vảy của nó. Rồi ok, sau khi mà chúng ta cho cá vào rồi đấy, chúng ta đảo qua một chút. Đảo qua cá trong này một chút này. Mình đảo qua một chút như này để nó săn con cá này, để con cá nó không bị tanh. Sau khi mà chúng ta đảo cá nó săn này rồi đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đổ cho nước vào. Đấy, chúng ta sẽ cho nước vào. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ đầy vung lại. Đấy, chúng ta sẽ đầy vung lại rồi chúng ta đun cho nó sôi lên. Sau khi sôi đấy thì sau khi sôi một lúc, chúng ta cho sôi nó khoảng tầm vài ba phút đi. Sau khi sôi thì chúng ta sẽ cho một ít gia vị vào, gồm có là hạt nêm. Rồi nếu mà ai có thói quen ăn mì chính, chúng ta có thể cho mì chính vào. Đó. Cứ no chút nữa là ok rồi, chúng ta sẽ có một cái nồi canh chua rất là ngon. Bên cạnh đó thì chúng ta còn bỏ thêm các loại rau thơm vào nữa. Thì đây là rau thơm. Thì chút nữa thì sau khi mà gần nhắc ra thì Khánh sẽ cho rau thơm vào. Rồi, canh dưa của chúng ta đã sôi rồi. Chúng ta để sôi lâu lâu một chút, sôi khoảng tầm vài ba phút để cá của chúng ta nó còn chín nữa. Ok, sau khi mà nồi dưa đã sôi được một lúc thì chúng ta cho rau thơm vào. Chúng ta cho rau thơm và một số gia vị vào. Đấy, là chúng ta sẽ có một nồi canh dưa chua rất là ngon. Đấy. Đây là ngon theo cái cảm nhận của Khánh thôi quý vị nhá. Ok, bây giờ thì Khánh sẽ múc ra và mời cả nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Ok, như vậy là sau 30 phút thì Khánh đã hoàn thành xong một cái những cái món ăn mà để chuẩn bị cho buổi chiều ngày hôm nay đây rồi. Đấy, gồm có là thứ nhất là cá rô phi chiên giòn, đấy, rất là thơm ngon. Thứ hai nữa ở đây quý vị chúng ta thấy nồi canh chua cá rô phi đang còn bốc hơi này, rất là ngon này. Đấy, và thứ ba ở đây đó là món cá phèn, đấy, kho tiêu. Đấy, và cuối cùng ở đây đó là món rau lang luộc. Đấy, món rau lang luộc thì ở đây thì chấm với là gọi là mắm tôm. Đấy, còn cá rô phi chiên giòn này là chúng ta sẽ chấm với là nước mắm tỏi, đấy, ớt cay, rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì mời cả nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức với Khánh và gia đình nhá. Ok. Rồi. Con gái ơi. Em ơi. Rồi, em thấy bố ăn nấu ăn có ngon không?
Có, giỏi quá. Em có thích ăn món cá không? Có à? Cái gì? Cá. Cá hả? Ok, thì bây giờ thì bố sẽ cho con ăn cá nhá. Dạ ha. Ừ đấy, đấy ok đấy. Mâm cơm gia đình ngày hôm nay như vậy đấy quý vị. Đó.